Kênh Military Samarit đưa tin Nga đã chính thức bắt đầu chiến dịch tấn công Chasovya. Tình hình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ukraine đã triển khai một trong những tiểu đoàn tốt nhất của mình tới khu vực nơi lực lượng tinh nhuệ của Nga đang giao tranh với quân đội hàng đầu của Ukraine. Theo kênh T3, trên hướng Bắc Mớt, giao tranh đang diễn ra ở vùng lân cận Chasovya. Lực lượng Moscow đang củng cố hai bên sườn và mở rộng vùng kiểm soát tại khu bảo tồn động vật hoang dã Stuky-Holubisky-Hay. Kênh Suri Yakamas cho biết tại phía bắc Abdipka, quân đội nga nắm quyền kiểm soát các chiến hào mới ở phía bắc Keramik. Ngoài ra, lực lượng Kiev đã rút chạy khỏi phần phía bắc của Arkhangelsk và hệ thống chiến hào liên kề. Kênh Tiba cho biết lực lượng Moscow đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong khu vực kalinove và Ocheretsin, trong khi đó lực lượng Kiev tháo chạy hàng loạt khỏi Arkhangelsk kênh Ridovka đưa tin lực lượng Moscow đang tấn công các khu vực mới theo hướng Kupiansk. Mặt trận này lại bắt đầu hoạt động tích cực, nóng lên trông thấy trong 24 giờ qua. Cụ thể, họ đang khiến Ukraine bối rối do không biết các kế hoạch tiếp theo của đối phương là gì. Lực lượng Kiev trước đó cho rằng trong tương lai gần, Avdivka vẫn là hướng phát triển chính, nhưng Moscow lại bất ngờ tấn công mạnh ở Kupiansk giờ đây binh sĩ moscow đang tiến về sinkovka đã gia nhập các đơn vị tấn công các vị trí của đối phương ở kislovka họ đang bỏ qua ngôi làng này từ phía đông bởi một cuộc tấn công trực diện vào khu vực đông dân cư sẽ là một quyết định phi lý do khu vực có nhiều cây cối rậm rạp cảnh quan khiến việc đánh vỗ mặt trở nên nguy hiểm việc các đơn vị moscow tiếp cận bên sườn sinkovka diễn ra bình tĩnh và tương đối an toàn điều này sẽ trở thành đòn quyết định vào các vị trí của ukraine trong khu vực này Kênh Tiba cho biết sự tiến bộ của quân đội Nga được quan sát thấy ở khu vực Kolyadovka, Kislovka, nơi các mũi xung kích của họ đã tiến tới vùng ngoại ô Kislovka, trong khi Ukraine được cho là đang rút lực lượng khỏi khu định cư. Giao tranh vẫn đang diễn ra và Nga đã chiếm được nhiều vị trí hơn sau một cuộc tấn công. Theo kênh thì Bà, lực lượng Moscow tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở sản xuất và hạ tầng của quân đội Ukraine. Các mục tiêu và điểm triển khai của đối phương đã bị tấn công ở một số khu vực. Ở phía nam Kharkov, Nga đã phá hủy hệ thống phòng không IRIST do Đức chế tạo và các cuộc tấn công bổ sung của UAV Lancet đang nhắm vào thiết bị của Ukraine trong khu vực. Đổi lại, lực lượng Ukraine cũng hoạt động tích cực dọc biên giới, phá hủy các thiết bị của Nga Tại phía nam Krasnohorivka, lực lượng Moscow đang tập trung vào các cánh đồng bị chia cắt bởi một hồ nước nơi có khả năng bao vây đối phương. Theo hướng Vuleda, sau khi củng cố ở Novomikhalivka và khu vực xung quanh, lực lượng Moscow đã tiến hành trinh sát để phát triển về phía Paraskovinivka. Ở vùng Kherson, các cuộc tấn công bằng pháo binh, bom FAB và máy bay không người lái của Nga đang gia tăng đều đặn. Ukhanska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 3 tháng 5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 97 cuộc đụng độ xảy ra ở mặt trận, hầu hết theo hướng Abdipka. Đối phương phóng hai tên lửa, thực hiện 65 đợt không kích và 12 đợt tấn công từ hệ thống pháo và tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ cơ bản đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kupiansk, Liman, Bakhmut novo Novopavlos, Marinka, Odekov, Zaporizhia và Kherson. Báo cáo có đoạn trong ngày không quân của lực lượng phòng vệ đã tấn công 13 khu tập trung quân nhân và 3 điểm kiểm soát. Các đơn vị tên lửa đã đánh bại một điểm kiểm soát của đối phương. Ukrainska Pravda đưa tin không quân Ukraine phát cảnh báo đỏ lần thứ tư trong ngày qua. Lúc 21 giờ 45 phút ngày 3 tháng 5, cảnh báo không kích vang lên ở Ukraine. Lý do là MiG-31K của Nga xuất hiện cảnh báo có đoạn, chú ý mối nguy hiểm tên lửa trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, MiG-31K cất cánh từ sân bay Savasleka, vùng Nizhny Novgorod. Lúc 22 giờ 06 phút, phòng không Ukraine báo cáo có một tên lửa từ phía nam hướng tới Kamanskoye vào lúc 22 giờ 36 phút, báo động đã được gỡ bỏ. Trước đó, cảnh báo không kích được công bố trên toàn Ukraine vào lúc 17 giờ 07 phút ngày 3 tháng 5 do hoạt động của hàng không Nga, đặc biệt là MiG-31K kéo dài 26 phút. 18 giờ 35 phút, cảnh báo không kích thứ hai được công bố đối với MiG 31K kéo dài 32 phút. Vào lúc 20 giờ 36 phút ngày 3 tháng 5, cảnh báo không kích thứ ba trong ngày được công bố trên tất cả các vùng của Ukraine. Ukanska Pravda đưa tin tại cuộc gặp với các học viên ở Khmelnytsky, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc xung đột với Nga đang chuyển sang một giai đoạn mới trong bối cảnh Moscow bị cáo buộc tấn công lớn. Theo Tổng thống, người Nga đang chuẩn bị cố gắng mở rộng các hoạt động tấn công. Ông nói, bây giờ chúng ta đang đối mặt với một giai đoạn mới của cuộc chiến. Đối phương đang chuẩn bị cho những nỗ lực mở rộng các hành động tấn công và tất cả chúng ta cùng nhau, tất cả người Ukraine, binh lính của chúng ta, nhà nước của chúng ta, các đối tác của chúng ta, chúng ta phải làm mọi cách để ngăn chặn kế hoạch tấn công của Nga. Ông nhấn mạnh chúng ta phải chứng minh rằng đối phương trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình. Bất kể họ có làm gì, Ukraine vẫn sẽ thắng thế. New York Times đánh giá bí mật mới nhất của quân đội Mỹ cho thấy lực lượng Moscow sẽ tiếp tục tiến vào Ukraine trong những ngày tới. Tuy nhiên, việc lực lượng Kiev bại trận được coi là khó xảy ra. Đánh giá được một quan chức Mỹ chuyển đến New York Times cho thấy rằng Nga sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi nhỏ ở phía Đông và Đông Nam cho đến ngày 9 tháng 5. Điều này có ý nghĩa biểu tượng đối với Moscow. Tuy nhiên, theo quan chức này, kết luận phân tích của quân đội Mỹ là quân đội Ukraine sẽ không chấp nhận thất bại hoàn toàn dọc chiến tuyến, bất chấp tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng. Những nguồn tin khác của New York Times không tin rằng Nga có đủ lực lượng để thực hiện một cuộc tấn công ảo ạt trước ngày 9 tháng 5. Điều đó đòi hỏi là phải tăng cường lực lượng đáng kể, điều mà các quan chức Mỹ không nhận thấy. Tuy nhiên, tài liệu cho biết Ukraine sẽ có thể ổn định chiến tuyến nhờ sự hỗ trợ quân sự mới từ các nước đồng minh phương Tây trong trường hợp tốt nhất là vào mùa hè và trường hợp xấu nhất là trước cuối năm. Mỹ trước đó bày tỏ hy vọng rằng viện trợ quân sự mới trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ của Mỹ được công bố sau quyết định của Quốc hội sẽ giúp lực lượng Kiev cuối cùng giành lại thế chủ động trên chiến trường. Nhưng một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Bloomberg đưa tin Mỹ đang đàm phán với các nước G7 để cung cấp viện trợ trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Một phần đáng kể của số tiền sẽ được phân bổ từ lợi nhuận thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga, hầu hết đều nằm ở châu Âu. Theo các nguồn tin nắm rõ tình hình, kế hoạch này đang được thảo luận giữa các nước G7, Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận khi các nhà lãnh đạo G7 gặp nhau ở Ý vào tháng 6. Tuy nhiên, những người quen thuộc với vấn đề này lưu ý rằng các cuộc thảo luận rất phức tạp và việc ký kết thỏa thuận có thể mất vài tháng. Interfax Ukraine đưa tin, đại sứ Mỹ tại Ukraine, Bridget Gatbring cho biết, mục tiêu chính của gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine là hỗ trợ quân sự và kinh tế, hỗ trợ cải cách hướng tới hội nhập vào Liên minh châu Âu và NATO, cũng như trách nhiệm giải trình về sự hỗ trợ do Washington cung cấp. Đại sứ lưu ý rằng, ngoài khế cạnh quân sự, Mỹ hiểu tầm quan trọng của việc hỗ trợ nền kinh tế Ukraine. Vì vậy, một phần của gói hỗ trợ sẽ nhằm mục đích và hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, cũng như hỗ trợ xuất khẩu. Bà nói mục tiêu đầu tiên là giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Mục tiêu thứ hai là giúp Ukraine chiến thắng trong tương lai. Về cơ bản là có nghĩa hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine hội nhập vào Liên minh châu Âu cũng như NATO và biến đất nước này thành một nền dân chủ mạnh mẽ và thịnh vượng hơn. Bà Brin cũng đảm bảo về sự ủng hộ của Mỹ đối với mong muốn gia nhập NATO của Ukraine và do đó một phần kinh phí từ gói hỗ trợ sẽ được sử dụng để hỗ trợ cải cách trong lĩnh vực này. Đại sứ Nêu trách nhiệm giải trình là điểm thứ ba, lưu ý rằng điều này rất quan trọng trong bối cảnh cần hỗ trợ thêm cho người Ukraine. Bà nói và một phần công việc mà tôi phải làm và tất cả chúng tôi tại Đại sứ quán cũng như người dân ở Washington và các khu vực khác nhau trong hệ thống của chúng tôi phải làm là cung cấp sự giám sát mà chúng tôi phải thực hiện đối với 61 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, đây là một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi. Erdopin Pradda đưa tin, công ty Hanson của Đức chuyên sản xuất cảm biến, thông báo cung cấp thêm 6 trạm radar TRML-4D cho Ukraine để tăng cường phòng không. Nhà sản xuất làm rõ rằng là một phần của đơn đặt hàng trị giá hơn 100 triệu euro, Ukraine sẽ nhận được 6 radar TRML-4D vào cuối năm 2024. Giám đốc điều hành Hanson Oliver Gildi nhận xét, các radar của chúng tôi rất quan trọng đối với lực lượng phòng không Ukraine và chúng tôi tự hào có thể cung cấp tất cả các hệ thống trong năm nay. TRML-4D sử dụng công nghệ radar mảng pha quét điện tử chủ động, gọi tắt là AESA mới nhất, có khả năng phát hiện, theo dõi và phân loại nhiều loại mục tiêu trên không, tập trung vào các tên lửa hành trình và máy bay nhỏ, nhanh và bay thấp, và hoặc cơ động cũng như là trực thăng bay treo trên không. Nó cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi nhanh chóng khoảng 1.500 mục tiêu trong bán kính lên tới 250 km. Tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine mới chỉ nhận được 9 radar TRML-4D đức đã công bố việc chuyển giao cuối cùng của họ vào tuần trước berlin cũng hứa sẽ chuyển hệ thống phòng không patriot cho ukraine càng nhanh càng tốt